家千里间，来家千里间，来家千里间，来家千里间。夜赴南宋春梦，岳阳浮沙作罗的梦，玉眼银沙作多一墨浓，爱的梦露玉夜人家，爱爱难舍家带身，朝暮念灯摇。Cầu với cha Trương Bửu Diệp, nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời. Và đối với kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời sẽ đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Ta lòng dạy dỗ các thánh tông đồ trì tài, chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con đang biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, điều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lạy Chúa con, Chúa là đứng con tốt trong lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghe cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê khét môi tôi con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tôi cùng làm việc lành tội cho xứng. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hẳn có và đời đời chẳng cùng. Amen. Kinh cầu cha Trương Bửu Diệp. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, là một Kitô hữu. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với lòng tin son sắc, lòng cậy bền độ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một linh mục, cha là hiện thân của Đức Kitô, vị mục tử tối cao, đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức loan bao tin mừng,
Cha là quả ảnh của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yếu đau. Tội lỗi đặc biệt, Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ. Khi ngày nay đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thai, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn. Với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh trên thiên quốc. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng. Chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con. Cho con được làm người cùng hàng gìn giữ con, hàng che chở con lại cho ngôi hài xuống thế làm người. Chúng tôi chưa chết trên cây thánh giá vì con. Lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép oai thánh nữa, và để cho phần xác con quả ngày hôm nay được mô sư thần lại cứu lấy con kẻ phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh lên trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thể nào thì con cũng ở cùng các thánh, và những cho Chúa con cũng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cả Đức Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chế bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thứ tôn đức nữ đồng trinh hiển dinh sáng lan hằng giữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con, Lạy Trái Tim Cực Thánh Cực Tình Đức Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con, Lạy Ông Thánh Giuse là Bà Tinh Sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con, các thánh tử quỳ đạo nước Việt Nam cầu cho chúng con, Nữ Dương Bán Sư Bằng An cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày phương Nam sông nước hờn mông, ngọc dòng phù sa cho nó đơm bông, vượt ngàn dặm xa cho tòa giấc mơ nồng, ngày đêm mất ngủ được về hương Cha. Ngày này năm xưa Cha đã hy sinh trong một niềm tin giao Đức Kitô, vì tình yêu thương Cha đã bỏ mình để đàn chim bé nhỏ được bình yên.